Hôm nay, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến thăm kiểm tra toàn diện công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của quân chủng Hải quân. Dự buổi kiểm tra có các đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các đồng chí là ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các đại biểu lãnh đạo các tỉnh thành phố ven biển miền Trung, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các tổng cục, Hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, tổng cục 2. Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của cán bộ chiến sĩ quân chủng Hải quân và các đơn vị. Đồng chí Võ Văn Thường bày tỏ niềm tin vào bản lĩnh chính trị và tinh thần chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc của cán bộ chiến sĩ. Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ngày càng đặt ra những yêu cầu cao, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân cần tập trung xây dựng các đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghiên cứu phối hợp với các ban bộ ngành trung ương, địa phương xây dựng chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển. Đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ quân chủng Hải quân và các lực lượng khác, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu thời gian tới, Hải quân nhân dân Việt Nam cần thường xuyên bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu phối hợp với các lực lượng xử lý đúng đối sách, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo tiếp tục nâng cao năng lực nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, xử lý tốt các tình huống, lãnh đạo chỉ đạo duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội, làm cơ sở xây dựng quân chủng vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: trong điều kiện chiến tranh, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao hiện nay, quân chủng Hải quân cần tập trung xây dựng các lực lượng tác chiến trên biển từ xa đến gần, lực lượng làm công tác bảo đảm cho các hoạt động tác chiến trên biển. Đẩy mạnh công tác huấn luyện quân sự, nghiên cứu phát triển phương thức, nghệ thuật tác chiến hải quân, nhất là tác chiến hiệp đồng quân binh chủng cùng các lực lượng khác, không ngừng nâng cao khả năng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn cán bộ chiến sĩ quân chủng hải quân và các đơn vị tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngại khó khăn gian khổ hy sinh sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên biển góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới